Rồi, mời cả nhà xem nè, chương trình tri ân khách hàng 75.000 đồng một bộ combo. Rồi, ai mua hàng xem kỹ nha, nếu không xem kỹ là điện tới mình các bạn sẽ không mua được hàng nha. Tri ân khách hàng từ ngày 1 tháng 12 tới ngày 30 tháng 12 năm 2022, 75.000 một bộ combo, hai bộ bao ship. Các bạn lưu ý dùm nha, chỉ có trong tháng 12 thôi nha, sau tháng 12 mình sẽ không còn giá này nữa. Rồi còn lý do thì nó hơi lòng vòng không cần giải thích. Nói tóm lại là các bạn mua thì các bạn biết là 75.000 một bộ, hai bộ bao ship. Bộ combo gồm có nè, hai túi bi. Các bạn không xem kỹ các bạn đừng gọi điện nha. Hai túi bi sắt, được chưa? Một cuộn dây buộc. Ba sợi dây, đó, ba sợi dây thì sẽ có hai hình thức. Nếu các bạn thích lấy dây dày thì mình sẽ có dây 1 ly nè, hoặc 1 ly 2 nè. Ok chưa? Rồi, nếu bạn nào không lấy dây dày thì sẽ tặng dây ghi size chính hãng một thủ công nè. Dây 0.65. Đó, các bạn lưu ý giùm nha. Một là dây ghi size 0.65. Còn hai nữa là dây dày. Dây dày thì có xanh, đỏ, trắng, 1 ly hoặc 1 ly 2. Rồi, chỉ như vậy thôi nha, là hết. Một trong hai loại dây này. Tiếp theo là một cây ná. Cây ná này là ná nhựa vành nè, nhựa vành. Cây này là nhựa trúc, một trong những cây này nha. Một là nhựa vành, hai là nhựa trúc, ba là nhựa chữ y, bốn là nhựa củ gừng. Đó, nó nhìn nó giống củ gừng, kêu bằng củ gừng, nhựa củ gừng. Rồi cây thứ năm là cây pha lê. Pha lê lưu ý dùm nha, 75.000 một bộ. Một bộ là gồm có hai bịch bi, một cuộn dây buộc, ba bộ dây và một trong những cây ná này. Mua hai bộ miễn phí ship. Lưu ý lại, chương trình chỉ áp dụng trong tháng 12, hết tháng 12 sẽ không còn nha. Rồi, thêm một cái thứ hai nữa, cái này thì nó mắc hơn 5.000 thôi, 80.000. 80.000 thì sẽ có một cây ná châu đen đó, cây ná châu đen, một cây lục giác. Ná châu đen thì sẽ dặn bằng lục giác nên sẽ không tặng cuộn dây buộc nha. Rồi, một cây ná châu đen, một cây lục giác, ba bộ dây gì sai chính hãng hoặc ba bộ dây 1 ly và hai túi bi. Anh em lưu ý mua hàng nhớ chọn dây nha, ai lấy dây gì sai chính hãng thì nói mình đưa gì sai chính hãng, còn ai muốn chơi dây dày thì nói mình sẽ đưa dây 1 ly hoặc 1 ly 2. Mua hai bộ bao ship. Lưu ý nha, chương trình này mình bán gần như là không có lời gì hết, chỉ đủ tiền hàng, tiền bi, tiền dây, tiền đóng hộp, hộp giấy, băng keo hết. Còn lý do tại sao bán như vậy thì bỏ qua đi, không cần biết lý do gì nha, biết là tri ân khách hàng đó, bán giá rẻ cho ai cũng có thể chơi được hết nè. Đấy, như thế này, dây là dây tốt, dây bao ngon nha, dây gì sai với hãng, được chưa? Bột thủ công, anh em xem đi. Rồi, ná là ná nhựa bao cứng nè, nhựa trúc. Ná này là ná pha lê, nếu mà đem so với inox thì nó sẽ không bao giờ bằng, nhưng mà nhựa chơi không bao giờ gãy, anh em cứ yên tâm. Anh em đừng có bắn vô nó thôi, bắn vô nó thì cái gì mà chịu được, đúng không? Còn cứ để chơi bình thường, đừng sợ gãy, không không có gãy đâu. Này, một cuộn dây buộc 20 m, hai túi bi sắt. Đó, chỉ có vài chục ngàn là đã được trải nghiệm rồi. Hai, nếu mà mua hai người chơi á thì bao ship luôn, rẻ, dễ thúi luôn. Đúng không? Nè, đó 75.000 một bộ. Còn không thì 80 đi. Đó, ai muốn chơi, muốn trải nghiệm thì nè, bộ này. Bộ này thì dặn ốc thì 80, đá châu đen, rồi đá buộc thì 75.000 hai bộ. Ra có 150, 155.000 bao ship, được chưa? Còn mua hai bộ buộc nè, đó, một bộ chữ y, một bộ pha lê. Đó, phụ kiện tặng kèm thì như thế này. Hai bộ cũng có 150 bao ship. Hai bịch bi, ba sợi dây. Ở đâu rẻ bằng ạ? À? Không có đâu rẻ bằng hết, đảm bảo các bạn luôn. Tại vì bán không không còn lời. Bán không còn lời nha. Mình cần số lượng đơn hàng đi trong tháng 12 nên mình bán như vậy. Sau tháng 12 sẽ không bán như vậy nữa nha.
sau tháng 12 sẽ không bán giá này nữa đó. Rồi mua hàng các bạn điện vào số điện thoại của mình, nhớ giùm nha, tại vì là mình bán cái này là mình biết chắc chắn cái lượng đơn hàng đi sẽ rất là nhiều. Nếu bạn nào không coi kỹ mà gọi điện tới cứ hỏi lòng vòng mình sẽ không bán được, lưu ý cho mình cái đó nha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha, chào tạm biệt các bạn nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.